cua mới. Ngon ha. Ê, bây giờ cái nhóm mình vui quá, bữa nào mình đi vô được không? Ê, ê, ông canh được cái lỗ nào trong cái đám lịch diễn của đám mày nha. Bây giờ ông block thầy và dàn xếp bây luôn giờ là block lại hết. Đã hứa đi chơi với nhau là đi chơi, không có nhận show. Mà nếu mà đã block lại đi ba ngày thôi. Đi không có đã. Nó bỏ show rồi á. Tăng ngày lên đi cho đã. Nhiều. Vâng, mà bây giờ trước tiên tuần tháng đi. Có cái ngày mình đi được không bà? Để có cái ngày đó chứ. Tháng 3 đi. Tháng 3 là giờ chưa. Tháng 3 tới đó. Qua Tết hả? Qua Tết hả? Qua Tết đi. Qua Tết đi luôn mà. Qua Tết đi. Dạ, hôm nay bận nha, tháng 3 đi đúng không? Tháng 3 qua Tết nha. Ok, Tết đi mấy ngày? Thì đi 3 ngày. Thôi đi thêm đi. Giờ chờ tới giờ. Bây giờ tháng 3 chưa có lịch thì nếu mà 3 ngày thì đi Thái Lan là dư đó luôn. 3 ngày đi Thái Lan là tốt nhất. Giờ 3 ngày đi Thái chịu không? Ờ, Thái đi. Muốn sao? Nếu mà mày qua Tết đi thì đi thêm đi. Đi luôn đi, nếu mà vậy nè, nếu mà đi thêm là đi bộ 4-5 ngày thì nếu mà Thái thì xong qua luôn Malaysia là vui nhất. 5 ngày luôn đi. Thì 5 ngày nếu mà Thái không vui, bay qua Malaysia. Nói cho nghe. Ok. Đi Thái bay y hết cô giáo rồi. Cô giáo nè. Để cô giáo nói. Im 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 im. Chân quá, kinh tế và địa lý là ở đây. Nghe cô nói. Thái xong là bây giờ bay từ đây qua Bangkok đúng không? Ok. Bangkok chơi xong, bay qua Phuket. Chơi cái gì? Thì chơi cái gì chơi, mà anh thích chơi đó chơi. Đó, xong quay qua Phuket. Từ Phuket đi thuyền qua Mã Lai. Ủa, có đi thuyền qua Mã Lai thuyền biết cái mới cho một đề tài bất kỳ cô giáo sẽ bàn chuyên sâu cho cô giáo cái gì cũng chưa. Từ Kuala Lumpur mình sẽ đi xe đi qua Singapore. Trời ơi quãng đường từ Kuala Lumpur mà đi qua Singapore là nó có một cái chỗ cái đó là cái gọi là Malacca. Malacca là một cái gọi là Hội An của Mã Lai. Nó cái kiểu mà nó là phố cổ, cổ rất là đẹp. Sao cái gì nó cũng biết rồi. Mày là chỉ dừng ở Mã Lai thôi. Ủa mình đưa tiền tài kẻ cho cô bà. Mà tại sao Mã Lai về tới phố cổ Hội An là không? Không, không phải Malacca. Không, chính cô cái gì. Mà quan trọng này nè, nó quá giỏi. Tại sao cái gì nó cũng biết hết vậy. Bị mẹ bảo là cô giáo. Đúng rồi, cô nói đúng hết. Đúng không? Cái hành trình nó rất là tiện mà đi đẹp lắm. Ủa sao mày biết? Tao đi rồi tao biết. À, đi rồi cái chỗ này. Cô bây giờ nói sao? Đúng vậy là cô đúng luôn, giờ cô đúng luôn. Cô là chân lý. Mình cứ đi cái tour đó của cô đi. Cô nói là đúng hết, rất là đẹp, rất là đã. Nhưng mà hết cái tour đó thì mình bỏ khoảng 10 ngày tới 15 ngày là đẹp hết. À, đẹp hết. Có 5 ngày, 3 ngày. Đông quá, quá. Mà là nghỉ đi. Cô nhận nó bỏ lớp luôn. Dạ, ơi, thằng. Cô bỏ qua phòng giáo dục kìa. Cô bỏ qua phòng giáo dục kìa. Quên, đúng rồi, quên, quên. Mày đi kế xe nó. Cô phải đi kế xe giáo dục kìa. Chạy mặt. Cô là tuyệt vời nhất đây. Dạ.